về hàng. Úi giời, hàng ngon như thế mà bắn luôn. Có đồ to này nhỡ. Đi luôn. Đầu to. Đầu. À! À, bỏ qua được em. Đấy ra chết rồi. Đây rồi. Ui dồi. Ui trên đầu mình đây. Qua đây. Ở đây đấy. Này thì qua đây này. Này thì chạy này, 1000 máu. Ui dồi ôi. Két luôn. Không được rồi. Ui. Nó vẫn dịch gì ở đây này. Ui giời ơi thằng điên. Ô hết bom ăn. Có được nhiều máu phết nhỉ. Đi qua đây, à đây đây. Má. Buồn bò vãi cả trưởng. Ôi đồ, giao đấu hết rồi. Trốn. Mày. Má. Được rồi anh em ơi, chào các bạn, mình là Linh đây. Hôm nay thì thực ra là mình tình nhớ, tình cờ thấy quả súng này nó gợi nhớ đến một cái thời kỳ đấy, tra đảo trôn rom các thứ, nên là mình nay cầm lại thôi chứ không có gì nhiều hơn cả. Với cả hôm nay mình sẽ thử lên cùng 2 anh em ạ. Lên cùng 2 thì mình không biết là level bao nhiêu thì vào được, nhưng mà thấy là khá là ít người ở trong cái kênh này mà anh em chơi zombie cơ bản là mình thấy là không, nó không kiểu là yếu hẳn như kiểu là ở dưới phòng tân binh hay lên cùng 1 anh em. Phòng này mình thấy nó ở tầm trung trung thôi đấy, biết đâu đây là cái thiên đường dành cho anh già. Này thì sẽ là AUGA3 này và một lựu đạn zombie. Đấy, combo này đi buôn bom anh em. Đúng kiểu buôn bom luôn đấy. Ôi, có rộng luôn. Một kill. À. Con này cũng mạnh phết anh em ạ. Ấy. Nào, đây mình cho con nữa đây. Đấy, cũng trốn các thứ này. Đấy. Như thế nào? Được phết nhờ. À, quả của bom này. Đây. Của súng này em sẽ có một cái lợi thế là khi mà nhặt hòm đạn ấy thì sẽ được hồi nhé. Ở đây đấy. Ui dồi ôi xin luôn. Cần chiến này dễ đấy nhở. Thôi. Hết đạn. Hết bom nhau. Ui đi luôn. Không sao. Được hai cận chiến này. Nghe chừng là vui anh em ạ. Vừa thấy mình thấy có cái nỏ hư đi mà tranh nó thoát rồi. À cả gồm vĩnh viễn cả. Cũng nhiều súng vít phết anh em ạ. Không đơn giản đâu. Ôi dồi chú hết chuồng rồi. Ôi di chuyển hơi lạ đời. À đây rồi. Thế rồi. Úi dồi sao cái này VIP anh em ạ. Mình không nhìn được cái gì rồi. Rồi mắt mình khó nhìn với cái này. Đây. Đây. Úi dồi. Như thế nào. Ôi dễ nhờ. Được vui anh em ạ. Cảm giác chơi này vui này. Đấy, không quá nhiều súng VIP. Không có quá nhiều nỏ hư ở đây. Nổ luôn. Ôi, thằng nào ác thế. Đây, ra lấy hòm anh em, mình bắn hết đi. Cái này mình có mấy quả lựu đấy chứ. À, mình hồi tiếp này đó. Đi luôn, xôi ơi. Mình mất hết thanh rồi. Chơi thủ qua đây nhanh thế anh em. Nhiều bom vãi. Chôn bom, ngày xưa mình gọi cái thể loại chơi này, thể loại chôn bom. Trận này nếu mà đi sớm cái vớ vẩn đồ to với nhỉ. 2000 điểm mà, top 1 với top 2 bằng điểm nhau thế. Ô! Bắn bừa lên kêu kìa. Được thế. Đây. Có một thằng trong này anh em, có một thằng trong này. Đùng. Chỗ này em ơi. Xem có thằng AFK ở đây nhỉ. Rồi. Úi giời. Ôi, tôi chết tôi rồi, mà nó bấm ép nhanh thế. Không sao, hero một sao thôi. Hero một sao bạn ơi. Đúng rồi. Một sao. Ây à. Mà nó rối chuột rồi. Bùi đấy anh em. Nó hư thì cũng có mà ít thôi. Chơi được. Không thấy sao gần. Chắc chắn ở đây sẽ không có lục lagun. Mấy cái lại cục thuật này không có lục lagun rồi. Vui anh em ơi. Được. Rồi đấy. À chơi nữa này. Chuyển mới luôn anh em. Chuyển mới anh em ơi. À hôm qua có một bạn anh em nhớ hôm qua một bạn Dark ấy. Bách ấy, bạn ấy gọi là donate cho mình rất nhiều. Và cái bạn ấy cũng là làm người mảng YouTuber truy kích. Thì cái sự mẹ đồ to rồi. Cái đóng góp của bạn ấy thì mình rất cảm ơn thôi. Anh em biết mà.
giờ cái tựa game truy kích của mình đến thời điểm hiện tại anh em mà làm nó quá là khó rồi. Mà em ấy donate cho mình khá nhiều thì mình sẽ để cho anh em cái link ở cái phần mô tả với cả là cái phần bình luận của cái video đấy, anh em có thể ủng hộ bạn ấy. Giờ YouTuber truy kích thực sự là quá ít rồi. Mình gần như là người làm về truy kích còn lại mà có trụ lại gần như là lớn nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Nhưng mà anh em nó nghe nó lớn, nghe nó sang vậy thôi, chứ cần cái thời điểm view ấy, anh em nhìn số lượng view với cả là số lượng sub của mình nó chậm, xong rồi là nó không đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao ấy. Anh em có thể thấy là cái sự gọi là nhiệt huyết, cái sự đam mê của mấy anh em. Ô, đi luôn này, ngon. Thôi mình chỉ thực sự là cảm ơn người anh em rất nhiều. Thì bạn này sẽ là kiểu chung như kiểu là một team với Rika ấy. Đấy. Đấy, anh giao nó được. Ui dồi ôi, chạy đi đâu được bạn ơi. Đi luôn, một giải lây nhiễm rồi. Chờ này phải đua top mới được. Súng VIP à, cận chiến à, ôi dồi. Rồi, còn một anh em ơi. Được, hay quá, trận này hay này. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với trận đấu này. AUG 3 và bom được đạn zombie. Đấy. Để sau mình sẽ chỉ đắp bom thôi chứ không bắn nữa cơ. Thế nó kịch tính, nhưng mà thôi trận này thì bắn luôn anh em ạ. Vừa đây là nick của Hướng mà. Vừa ok. Đốt của Hướng ít vàng để mà mua cái huyết thanh đủ khiếp nhờ cái tí gãy chân. Ui dồi ôi, ngon thế. Hỏng luôn. Ui giời ơi. Ui giời, đây rồi. Ui, được có ép rồi. Dầu què nón này. Ui. Chết luôn kìa, ba đầu to bật ép. Mình nổ cho cả bom đi luôn. Chỗ này đông này, chỗ này đông này, qua đây. Đúng rồi, qua đây. Ui, không được rồi. Ui, nhảy kìa. Trời ngon lắm này. Đây, hàng về. Ui giời. Hàng ngon như thế mà bắn luôn. Đây. Có đồ to này nhỡ. Đi luôn. Đầu to này. Đầu to. Đầu. À, bỏ bắt được em. Đấy sai chết rồi. Được em, vui. Quá, vui thật, lâu mình cảm giác chơi game nó lại thú vị như này. Không bị ao trình quá, không bị chúng nó mà cầm súng mưa xịn han nó hành. Được. Ô, cầm cứu chúng kìa. Hiệp đồ thứ ba rồi em ơi. Đây. Đây nó không biết mình đâu này. Đây. Cho bạn quả bom này. Như thế nào? Được quá rồi. Đấy, thành ra chơi bom để cao đi không? Ui. Ma đó. Không nhìn được ra sao cái map này có bóng ma với cả cái con nhân vật người đen đen kia. Con squad khó nhìn thế mà chịu được. Cái này vẫn dình mình này. Được nhé, cái quả súng này mình thấy là phá lớp giáp của bọn zombie rất hay. Ôi. Không nhìn thấy nó luôn ạ, chết thôi. Sao mắt mình kém đấy à? Ui giời, bình tĩnh rồi quên nó ơi, vội thế. Đồ to à, đồ to có ép đúng không? Ờ, đồ to rơi rồi. Nhìn chỗ nó bắt đi kìa. Đây. Ôi. Nhân, bắn đi là hay, pro destroyer à. Thoát ra vào lại thôi bạn ơi. Qua đây. Ôi trời, bạn không chú biết nào. Hỏng rồi. Bạn này có ép nhiều quá. Đằng này bạn ơi. Sống kìa. Ok. Đi luôn. Đồ to này. Ôi mẹ. Ôi quả đấy mình chạy có thuyết quần què là sống cái kia được các bạn. Ảo thật đấy. Dòng đầu quá.
Vào đây em ơi, cất chân trượt rồi. Cất chân nhầm chim còn gì ta. Ai, cả đấy à.